cacao cappuccino cappuccino caramel caramel matcha mua sắm ở hỏi màu hồng á là lá này màu hồng không? This is bean. Bean. For woman. For man. He need for the boy. For man. For man. Yeah. This is. No, it's pharmacy. Yeah, I know. It have on spot. Have a lot more and we'll review for him. Yeah, I'm he say he buy a lot of. He say he buy a lot of, so have a discount for him. Sorry. But he have a lot more. Yeah, I know because passport is just only the head attack. Head attack? This is it. Yeah. I'm sorry, đây cửa hàng miễn tới đây cửa hàng miễn tới cho anh mượn cái máy dền khác anh gọi cho mấy cái nó còn nó có mua gì thôi cửa hàng miễn tới phát rồi đây mình mua cửa hàng miễn tới nếu như có bách bo đây giá tổng đây giá tổng là 25.000 yên đây thì mình mua có bát bo thì mình sẽ được giảm còn 22.380 đây họ cho hết tất cả các thông tin mình trong đây và bấm vào cái bát bo khi mà mình về hải quan xô cái này ra hàng miễn thuế khi mà mình qua đây mình thấy có bát bo nha các bạn mình sẽ được cầm bát bo được có nhiều cái quyền lợi lắm giá gốc là mua tổng cộng là 25.000 nếu mà có bát bo được xô được có bát bo thì giảm còn 22.380 rất là nhiều đồ. Tất cả các nước Thái Lan, Trung Quốc, Nhật. Đó, mỗi người đều có khác không riêng của. Biết bay như thế nào? Bay bắt bò, biết riêng thì hai bót. Khách đưa biết thao của mình nhé. Biết thao đi. Cái là không được hả? Không được. Đây.